các bạn đến kênh xem cách 24 giờ. X10, cái con bá vật sụp cái nội công Uma đi kèm X-Style cực kỳ đơn giản. Thực chất chiếc xe đây là phiên bản MX-Skin được nhập khẩu từ Indo về, là một bạn có tên là Kyo Fan đã dọn lại từ trong ra bên ngoài, bao gồm cái khả năng cung cấp một cái dung tích động cơ lớn kết hợp cùng với dàn đồ chơi phá cách ở bên ngoài. Chiếc xe trở nên đầy ấn tượng hơn khi vừa up lên mạng. Cái bề mặt trước của cái dòng là MX-Skin được bắt kèm thêm một bộ phát để lắp biển số trước theo đúng luật giao thông của đất nước Indo. Tuy nhiên khi Việt Nam thì nhiều tay chơi đã lựa chọn cái biển Titan được khắc những thông điệp khác nhau để làm lạ hơn cho chiến mã của mình. Đầu mi lưới cũng là một món đồ chơi xứ đến từ Indo. Cái dòng trên mình cái cụm tăng tốc Dono vàng đi cùng với hai ống gà Titan với cấu tạo bên trong đặc biệt, cho phép rút ngắn hành trình cho chiếc xe đi bay nhanh hơn rất nhiều so với những loại cụm zin theo xe được trang bị sẵn. Sử dụng trên mình cái cụm thắng của Rainbow Asset đèn đem lại cái hành trình kiểm soát phanh trước êm ái, nhẹ nhàng hơn, tăng thêm độ thẩm mỹ cho phần đầu xe lên rất nhiều. Chiếc xe sử dụng là cái chó đèn 2 tầng siêu bền, tiết kiệm điện, không gây nóng và ố vàng theo thời gian. Cấu tạo ánh sáng trắng được pha thêm cái chút ánh sáng vàng bởi thêm một công thức đặc biệt giúp ánh sáng bám đường mạnh hơn cho ban đêm, cũng rất là tiện lợi cho người dùng. Sử dụng đồng sở hữu cho mình cái cặp heo dầu Fando hai biết đã xứng đi cùng với cái đĩa với dầu Hells có bánh trước và sau. Đây là một cái thương hiệu đồ chơi xe cũng rất nổi tiếng đến từ Long, được rất nhiều anh em chơi xe hiện nay là ưa chuộng bởi một ngoại hình là tương đối giống với cái dòng Rainbow nên dễ làm cái phát và linh kiện thay thế cũng rất nhiều. Sử dụng cái đĩa trước của Gaffer kết hợp cùng với lòng đĩa CNC để bắt vào cái mầm JS dễ dàng hơn. Bên cái ốc qua lăng băm lửa của cái chiếc X10 này đã được thay lại bằng của FZ110, đem lại cái sự tinh tế lạ hơn cho người nhìn. Sở hữu cho mình hệ thống chơi sao Holim bình dầu với khả năng vận hành là nhẹ nhàng êm ái hơn, với cái tông màu vàng bọc sẽ là một cái điểm nhấn rất cần thiết cho toàn bộ chiếc xế. Vì đã được nâng cấp về phần nội công, cái điểm nhấn là cái đầu bò của Mark Racing để cho ta thấy một cái nhìn là khác hơn về những dòng xe sang, ngoại hình là mạnh mẽ vì sức mạnh. Gia tăng thêm dung tích động cơ nên việc dùng cái bộ Levin cho cái lực máy thoáng hơn, nhẹ xe hơn, tránh bị những tình trạng hợp hay là mất hậu những dòng xe zin lên bộ tăng. Và giá của chiếc Exeter 2.9 hiện nay rơi vào tầm là 48 triệu đồng chưa bao gồm cái thuế ra biển số. Honda Quay độ khó đồ chơi hàng hiệu phô diễn qua góc ảnh phơi sáng. Sau hơn 15 năm có mặt ở thị trường Việt Nam thì cái chiếc Honda Way đã lấy được rất nhiều tình cảm người chơi ở Việt Nam. Bằng chứng là đến thời điểm hiện tại có rất nhiều con Way Alpha đời cũ vẫn được săn tìm nhiều nơi và giá thành cũng là tương đối khá cao so với những mẫu xe khác ở trên thị trường. Khoác trên mình một dàn áo bạc lịch lãm thể thao, chủ xe còn tinh tế tạo điểm nhấn màu sắc cho con chiến mã của mình bằng dàn chân mang cái màu vàng gần gũi. Trang bị chó đèn là hai bóng, món đồ chơi chính hãng được nhập khẩu từ Thái Lan, được rất nhiều em chơi quay alpha là ưa chuộng. Và trong nhiều năm qua, ngoài cái đẹp ẩm tiềm ẩn thì cái dòng sản phẩm này cho ánh sáng là tốt hơn nhờ vào cặp bóng halogen. Cái phần bình dầu Dixin tạo một kiểu dáng là phá cách, tẩy đi cái phần là nắm bình và được cố định bằng hai ốc kiểu cái màu xanh, và chân kính được che đậy bằng một cái ốc rô ti đi kèm một cái chụp cao su chống bị tháo chậm khi gửi xe. Trang bị tay thắng CC tích hợp là 6 cấp tăng đường và tạo cái điều kiện phù hợp với kích thước tay sử dụng khi đeo cái bao tay. Và trên thân tay thắng còn có trang một rãnh nhỏ giúp cho luồng gió qua vô cùng là khí hợp. Tay thắng này phải đi kèm một cái bản lề CNC nên có dụng được là đa dạng cho những dòng xe, chỉ còn chọn đúng cái bản lề thích hợp. Trang bị cho lực kẹp cổ làm nhiệm vụ giữ vững đầu xe chống tình trạng xe đắt và độ cao. Vì đây là món đồ chơi chế thêm nên người thợ phải canh chỉnh vô cùng vất vả, vừa đảm nhận được khả năng vận hành còn phải nhìn sao cho thẩm mỹ nhất. Vì có nhiều chiếc xe không thiên về mặt tốc độ quá nhiều nhưng vẫn muốn lắp cái trợ lực để làm kiểng. Nhìn xuống dàn chân trước thấy được cái sự cơ bắp trong từng chi tiết. Phay heo của dầu Dixin 2bit được rất nhiều dòng xe ưa chuộng hiện nay, kèm đó là cái đĩa Gaffer ở trước cùng thất lòng CC và vài chiếc ốc kiểu trắng. Chỉ dùng cái niềm nhôm SL vàng cái chữ đỏ, niềm này khá hiếm ở Việt Nam, rất khó tìm. Sản phẩm này có mức giá thành cũng rất cao nhưng bù lại người chơi xe được trải nghiệm một cái sản phẩm là khá đẹp, bao cứng cáp,
và trọng lượng rất nhẹ hơn so với sản phẩm khác đang có ở trên thị trường. Sử dụng cái vụt Colin có tổng chiều dài là 330mm, sử dụng được cho những dòng trim và phụ trợ mà không lo bị hụt cái chiều cao của xe. Cái độ nhún và độ nảy của vụt là hoàn toàn được kiểm soát, chứ không nảy một cách theo quán tính và đàn hồi của lò xo như những lò phụ khác, tạo một cái khoảng thoải mái cho người điều khiển xe. Phơi sáng em trai bên một cái góc đường thần khi thành phố về đêm. Cảm ơn bạn dập này là cái tip, nhớ like, subscribe.